Kinh Mân Côi. Sắp đến tháng Mân Côi, tôi miên man nhiều tâm tình, ý nghĩa về Đức Mẹ, nhưng không sao tìm được một bố cục để viết về mẹ cho xứng đáng. Không phải tôi không mến Đức Mẹ, cũng không thiếu kiến thức về Thánh Mẫu học, nhưng có lẽ vì bồi hồi cảm xúc trước lòng thương bao la của Đức Mẹ đã ấp ủ, che chở, gìn giữ cuộc đời đầy phong ba bão táp, năm chìm bảy nổi, chín lênh đênh của tôi, đứa con tội lỗi ngang ngược của mẹ, mà tôi đã ngập ngừng trước bàn phím. Vì thế, tôi chỉ còn có thể tản mạn về mẹ tôi, Đức Maria rất thánh Mân Côi. Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh của đất nước. Cuộc chiến kéo theo nhiều đổ vỡ, mất mát tang thương. Nó cũng kéo theo nỗi thất vọng khi tôi phải từ bỏ lý tưởng cuộc đời và miễn cưỡng thay thế bằng một chọn lựa khác không như ý, để rồi từ hoàn cảnh chiến tranh chạy loạn đến hoàn cảnh tị nạn nơi xứ Người với đủ thứ nghề, lúc thì cu ly chân tay, khi thì cu ly trí thức để tồn tại. Hôm nay nghĩ lại mà rùng mình và ngạc nhiên trước liều lĩnh chịu đựng và sức phấn đấu. Trong suy nghĩ và hoài niệm, tôi nhận ra bàn tay của Đức Mẹ trong đời tôi. Bàn tay đã dạy những ngón tay tôi lần chuỗi trong mọi thử thách để không mất niềm tin. Bàn tay đã cùng tay tôi mân mê tràng hạt khi xa cơ thất thế để không tuyệt vọng buông xuôi đầu hàng. Bàn tay đã nắm tay tôi trở về với Đức Giêsu là đường, sự thật, sự sống. Bàn tay đã lèo lái đời tôi để đời không vô nghĩa, vô dụng, vô phúc. Bàn tay đã mở bàn tay tôi để chia sẻ cuộc sống với mọi người. Bàn tay đã bao che cuộc đời nhơ nhớp, nhiều tiền án, tiền sự của tôi, để không ai biết mà khinh khi, xua đuổi, khai trừ. Tôi yêu mẹ, nên quý trọng bàn tay mẹ, quý đến nỗi đi đến đâu có tượng mẹ, tôi đều cố hôn cho được đôi bàn tay của mẹ. Mà ở đâu thì đôi bàn tay mẹ cũng hoặc mở ra ban ơn phúc, hoặc chắp lại cầu nguyện. Mẹ chắp tay nguyện cầu vì mẹ không bao giờ xa được Đức Giêsu con mẹ và gắn bó hiệp thông với Chúa Ba Ngôi. Đồng thời mẹ mở tay cho con mẹ được nó đầy ơn phúc. Ở mẹ chỉ có đôi bàn tay khép kín cầu nguyện và mở ra ôm ấp ban ơn. Quả thực, Đức Maria đã luôn gìn giữ đời tôi nhiều sóng gió tội lụy, và tôi biểu hiện lòng tín thác vào mẹ qua chuỗi Mân Côi. Có nhiều lúc tôi lần chuỗi mà chẳng suy ngẫm gì về bổn nhiệm được nêu lên, mà chỉ chú tâm đến lời chào kính của thiên sứ Gabriel: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Với tôi, đây là lời chào vô cùng trân trọng và tuyệt vời trìu mến mà duy một mình Thiên Chúa mới có thể biết lên, và chỉ thiên sứ từ trời cao xuống thế mới có thể lên tiếng chào, vì là lời chào cứu độ. Lời chào mở ra một kỷ nguyên mới cứu thế, lời chào giao hòa Thiên Chúa với con người, lời chào trả lại quyền làm con Thiên Chúa mà con người đã đánh mất. Tôi say sưa với lời chào ấy và nhắm mắt hưởng hạnh phúc được kính chào mẹ Đức Giêsu, cũng là mẹ tôi và mẹ các bạn. Với lời chào ôm cả đất trời của sứ thần Thiên Chúa Gabriel, kính mừng Maria đầy ơn phúc ở mọi nơi, mọi lúc, bất kể ngày đêm, trong mọi hoàn cảnh buồn vui, thành công thất bại, đạo hạnh hoang đàng của tôi. Bên cạnh hạnh phúc và vinh dự được kính chào mẹ với lời chào của thiên sứ, tôi còn cảm thấy lòng mình an vui, không xao xuyến lo âu khi biết mình là kẻ có tội và sẽ phải chết, dù chết mãi là một ẩn số nhiều đe dọa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Đó là tôi chưa kể các bạn nghe rất nhiều điều kỳ diệu của chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ dành cho những ai siêng năng lần chuỗi. Tôi chỉ chia sẻ một điều kỳ diệu mà tôi gặp trong đời. Đó là chưa một chúng sinh nào tôi quen đã siêng năng lần chuỗi mà không trở thành linh mục. Cũng vậy, chưa một linh mục nào yêu mến Đức Mẹ và chăm chỉ lần chuỗi đã phải hư đi cách này cách khác. Trái lại, mắt tôi chứng kiến nhiều linh mục không yêu mến Đức Mẹ và không mấy mặn mà với kinh Mân Côi đã chán ngán, cởi bỏ áo ròng, từ giã đời tu. Không biết có bạn nào sẽ phản biện:
Kinh Tin Kính có bắt phải yêu mến Đức Mẹ và lần chuỗi đâu. Và yêu mến Thiên Chúa là đủ rồi. Đúng vậy, bạn có thể phản biện mạnh mẽ hơn với việc lần chuỗi và xem đó là công việc của người bình dân ít học, già nua, bệnh hoạn, nhàn rỗi, vô công rỗi nghề. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng xin được nói lên vai trò bầu cử rất quan trọng của Đức Mẹ cho hạnh phúc của đời chúng ta, như trong tiệc cưới Cana. Với mấy lời nhỏ nhẹ của Đức Mẹ, họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước hóa thành rượu ngon để niềm vui của đôi tân hôn, hai họ và quan khách có mặt được trọn vẹn trong đám cưới. Nhạc sĩ Thông Vi Vu, tức Đức Cố Giám Mục JORATHE Vũ Duy Thống, nguyên Giám Mục Phan Thiết, sẽ chia sẻ với chúng ta ý nghĩa và sự cần thiết của lần chuỗi mân côi trong cuộc đời. Sao em không lần chuỗi những lúc trời gió mưa, khi đêm về tăm tối, khi lá rụng vườn trưa? Sao em không lần chuỗi khi trời mới rạng đông, khi sương mai ngọt bụi tỏa ngã trên ruộng đồng? Sao em không lần chuỗi càng tà mẹ nhân lành, tớ mẹ như mưa tươi buồn em cánh đồng xanh? Sao không lần chuỗi, sao không lần chuỗi bước đường em đi tới, lần chuỗi nhé em ơi. Sao em không lần chuỗi mái tóc thề chấm vai, bâng khuâng ngày dẫm duỗi nhung nhớ bóng hình ai? Sao em không lần chuỗi khi lặng ngắm chiều buông, trong cô đơn ngậm ngùi lệ đắng chảy vào hồn? Sao em không lần chuỗi cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tươi buồn em cánh đồng xanh? Chuỗi khi trái gió chớ trời, em mong anh yêu đuôi đến cùng mẹ em ơi. Trời gió mưa, khi đêm về tăm tối, khi lá rụng vườn trưa. Sao em không lần chuỗi khi trời mới rạng đông, khi sương mai ngọt bụi tỏa ngã trên ruộng đồng? Sao em không lần chuỗi mái tóc thề chấm vai, bâng khuâng ngày dẫm duỗi nhung nhớ bóng hình ai? Sao em không lần chuỗi khi lặng ngắm chiều buông, trong cô đơn ngậm ngùi lệ đắng chảy vào hồn? Sao em không lần chuỗi cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tới buồn em cánh đồng xanh? Sao không lần chuỗi, sao không lần chuỗi bước đường em đi tới, lần chuỗi nhé em ơi. Sao em không lần chuỗi cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tươi buồn em cánh đồng xanh? Sao không lần chuỗi khi trái gió chớ trời, em mong anh yêu đuôi em ơi.